Khí công là tinh hoa trị bệnh đã có từ ngàn xưa. Luyện cho thân này vững chãi trường thọ, luyện cho tâm này trí sáng thần trong. Hãy liên hệ với thầy Phúc Thành qua số Zalo 090-336-2388 để được thầy trực tiếp tư vấn hướng dẫn về 12 thức dịch cân kinh, về hai chiêu cuối bí mật bát ở cầm, hỗn nguyên nhất khí công và kho thảo dược quý trị liệu đông y đại bi tâm thầy Phúc Thành. Thầy rất mong muốn gặp gỡ các bạn trong khóa học này. Om Mani Padme Hum Namatara Hari. Bài vẩy tay này thì thầy Phúc Thành hướng dẫn trên kênh YouTube thầy Phúc Thành Khí Công. Bài này đã có hơn 2 triệu người tập luyện và hàng tháng thì hàng chục người, hàng trăm người đã nhắn tin gửi thư cảm ơn, bởi vì nhờ bài vẩy tay dịch cân kinh 4 thức này mà những bệnh lý mãn tính, những căn bệnh ung thư nay đã được đẩy lùi. Bởi vì một lý do đó nên là thầy Phúc Thành hãy hướng dẫn chuyên sâu cho chúng ta bài vẩy tay dịch cân kinh 4 thức trị bệnh. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài vẩy tay dịch cân kinh 4 thức trị bệnh. Cho đầu ngón chân hơi hướng hai bên một chút. Đó. Tay lên thì thả lỏng này. Nhớ lưỡi chạm vào miệng trên, tay lên thả lỏng. Xuống, nhanh nhẹn dứt khoát. Lên nhu, xuống nhanh. Vẩy tay dịch cân kinh 4 thức trị bệnh. Và tập 30 lần, 50 lần khai thông toàn bộ kinh mạch. Tất cả các bệnh lý ung thư này, bệnh mãn tính, tập bài này đều thuyên giảm ngay lập tức, giảm rất là nhanh. Lên nhẹ xuống, nhanh nhẹn dứt khoát. Vậy nó có tiếng gió. Đó, nó có tiếng gió. Ánh mắt thả lỏng, thư giãn nhẹ nhàng, khuôn mặt mỉm cười, buông thư giữa mênh mông của đất trời. Rồi, chúng ta thiền đứng, thả lỏng cơ thể. Cảm thấy đôi bàn tay nó hồng hào, nó ấm áp lên. Cảm thấy người nó nhẹ nhàng, thanh thoát. Hơi thở đang dốc lên, chúng ta thiền đứng. Chúng ta nhẹ nhàng chùn gối xuống. Đó, thiền đứng, trường sinh công. Thở trong khoảng 5 đến 7 hơi thở. Chúng ta có thể chắp tay nhẹ nhàng, bình hòa thân tâm, an lạc giữa đất trời mênh mông. Rồi sang đến thức thứ hai, lên để ngửa đôi bàn tay của tiên gia, lên để ngửa áp út và út lên cao một chút, xuống nhanh nhẹn dứt khoát. Thức thứ hai của vẩy tay dịch cân kinh 4 thức chân truyền Việt Nam trị bệnh. Rồi, chúng ta cũng làm 30 lần như vậy. Ngay bây giờ thì thầy Phúc Thành thấy cơ thể nó nhẹ nhàng, người nó rất là ấm áp, hồng hào, khuôn mặt nó hồng hào, dễ chịu. Ta đứng thiền đứng một chút, thấy đôi bàn tay khí nó xuất ra rất là mạnh, đôi mắt sáng tinh anh, nhờ được thải độc cơ thể. Hơi thở lúc này hoàn toàn tự nhiên. Chiêu thứ 3 của vẩy tay dịch cân kinh 4 thức trị bệnh. Đứng một chút trên đầu ngón chân, hai tay nắm đấm, nghiêng người về phía sau một chút, ra phía trước, ném đá, vứt ra, mô phỏng động tác ném đá.
để chữa bệnh thận yếu đau lưng rất là hiệu quả nhá. Rồi những người ung thư, những người bệnh mãn tính, tập bài này đều có tác dụng hiệu quả ngay lập tức. Rồi, cũng tầm 30 lần như vậy. Rồi, chúng ta thiền đứng. Có thể chùn gối một chút để khí lắng xuống lòng bàn chân, nâng cao công năng tác dụng. Ta chắp tay lại, nạp khí. Rồi, đến thức thứ tư, mô phỏng động tác cấy lúa, khai thông 10 đầu ngón tay. Thức này giúp hồng hào da mặt, đưa khí huyết đến khắp toàn châu thân. Ta cúi người như thế này, tay lên thả lỏng, xuống, nhanh nhẹn dứt khoát. Tầm khoảng 30 lần như vậy, chúng ta thấy khuôn mặt nó sáng rõ ra, người rất là khỏe mạnh, rất là hồng hào, ấm áp, dễ chịu. Chỉ riêng một bài vẩy tay dịch cân kinh 4 thức này thôi mà đã chữa lành rất là nhiều bệnh tật cho mọi người rồi. Rồi tiếp theo đến bài vẩy tay 3 thức. Chúng ta nhớ này, tập khí công giao long võ đạo này, vẩy tay 4 thức, 3 thức rồi đến 12 thức dịch cân kinh. Ở các khóa học miễn phí chúng ta sẽ được học 8 chiều. Và những khoa học có phí, nó khoa học dịch cân kinh hỗ trợ chữa bệnh ung thư và tất cả các bệnh lý mãn tính, chúng ta được học đầy đủ 12 chiêu và có sự trợ giúp của thầy Phước Thành cùng nhận nhiều tài liệu quý báu khác. Đó, chúng ta có thể đăng ký những khóa học để hàng ngày chúng ta tập luyện nó được viên mãn nhất, tác dụng hiệu quả nó được chuyên sâu, được cao nhất. Vậy tay ba thức chỉ bệnh, một thức vỗ ngực này, một tay vỗ ngực, tay sẽ vỗ thận, xoay trái xoay phải. Mắt sáng rõ, người buông thư, tâm bình an, rỗng lặng, nhẹ nhàng. Xoay, chúng ta đừng, một số người bị lỗi là chúng ta xoay nhanh quá. Chúng ta xoay tốc độ vừa phải thôi, để đĩa đệm nó được bôi trơn. Bài này là khai thông toàn bộ vùng cột sống, cột sống cổ cho cơ thể chúng ta. Chữa trị rất là hiệu quả các bệnh lý thoái hóa này, rồi là thoát vị đĩa đệm. Rồi, thả lỏng cơ thể hoàn toàn tự nhiên. Cảm thấy người nó ấm nóng, dễ chịu vô cùng. Chúng ta có thể chùn gối, chắp tay, nạp năng lượng, thu tinh hoa của đất trời, năng lượng của đất trời để chữa lành bệnh tật. Một cười mỉm tự nhiên để thân tâm được thả lỏng, buông thư nhẹ nhàng. Chiều số 2, ở đằng trước chúng ta chùn gối, ở phía sau này chúng ta tay vỗ vai gáy, một tay vỗ vào vùng thận, đó. Trái, phải, cứ thế, hơi thở hoàn toàn tự nhiên, tay vỗ vai gáy, tay vỗ thận, chữa lành, bách bệnh, hỗ trợ, chữa trị các bệnh lý ung thư, bệnh mãn tính.
Càng tập thì càng khỏe, càng tập thì càng bình an, thân thể ngày càng nhẹ nhàng, khí huyết ngày càng lưu thông. Đó. Đó, thiền đứng một chút, chuồn đầu gối xuống. Kết ấn vào. Nam tay phải trên, nữ tay trái trên, ngón tay cái chạm nhau. Rồi. Ra thiền mục đích để làm hơi thở nó bình an trở lại, làm cho thân tâm của chúng ta nó lắng dịu trở lại, để làm tiền đề tập chiêu thức số 3, vài vẩy tay dịch cân kinh. Ngón cái chạm vào ngón áp út. Đó, đây đường kinh tam tiêu, ngón áp út thông hòa cho hệ thống tam tiêu của cơ thể chúng ta. Đứng trên đầu ngón chân này, những người phía trước ra phía sau vẩy tay 10 đầu ngón chân, ngón lên. Đó. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Đằng trước này, tay nhận bật vuông góc. Phía sau, vẩy tay ra phía sau. Và bật các đầu ngón chân lên. Tập bài này người nó rất là khỏe nhá. Tinh thần nó rất là bình an, minh mẫn. Trí tuệ sáng suốt vô cùng. Nhờ khí công, nhờ thiền. Đấy, lúc này đấy, thầy Phúc Thành thấy người nó nóng rực lên. Nhờ tác dụng của khí, nhờ tác dụng của huyết. Rồi, thả lỏng cơ thể, thiền đứng. Là chuồn gối một chút cho khí nó lắng xuống cơ thể. Rồi, vừa rồi thầy Phúc Thành hướng dẫn cho chúng ta đầy đủ về khí công giáo lòng võ đạo này, rồi vẩy tay dịch cân kinh 4 thức và 3 thức trị bệnh. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài khí công dịch cân kinh 12 thức trị bệnh giao long võ đạo. Đó, 12 thức để khai thông 12 đường kinh. Chiêu đầu tiên sẽ khai thông hệ thống phế của cơ thể chúng ta, rất là tốt cho những người bị bệnh ung thư phổi này. Đó, và những người có bệnh lý viêm xoang, viêm mũi, viêm họng. Hít mũi, tay thả lỏng, thở miệng. Chúng ta ép hai cầm tay này vào nhau. Đây, ép cái phần này vào. Đó. Hít mũi, thở miệng. Rồi, chúng ta tập 10 lần như vậy. Thầy tập xong là thấy ngực này nó rắn chắc ngay lập tức. Này, thân trở thành ngay lập tức thân thiết bồ sam, rắn chắc như kim cang nhờ bài khai thông này. Còn với những người bệnh ung thư mãn tính thì chúng ta chỉ tập để dưỡng sinh thôi. Đấy, sức khỏe nó tăng trưởng dần dần. Nếu người nó phải thật sự khỏe thì nó mới có thể tụ khí được, nó có nội khí. Đấy, sức khỏe nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Chiêu thứ hai của dịch cân kinh tiếp tục thông hòa cho phần phổi và hỗ trợ cho cả những cái phần đại tràng, khai thông đường kinh đại tràng cơ thể của chúng ta. Chiêu số 2, hít vào mũi này, thở ra vào miệng. Đứng trên các đầu ngón chân 1, 2, 3, 4, 5 về hít. Tức là chúng ta đứng trên đầu ngón chân 5 giây nhá. Oh.
Rồi, tập xong chúng ta thấy bụng rồi nó căng lên ngay lập tức này. Cái bụng này bụng tụ khí, tức là lúc mới tập nó sẽ thấy nó căng, còn lát nữa 15-20 phút sau nó sẽ tự động xẹp xuống. Đây chính là bụng của khí công đấy, bụng đan điền khí. Đấy, khi có cái bụng cứng này này, đấy, thì chúng ta gõ thoải mái, người nó rất là rắn chắc, dễ chịu. Và chúng ta hay lầm tưởng là bụng to của khí công là bụng mỡ, và bụng của gan nhiễm mỡ. Nhưng mà đấy là một điều sai lầm hoàn toàn. Bụng này là bụng tụ khí thiết bố sam, đấy, và đan điền công. Đấy, còn những người mà không chịu tập luyện mà bụng to là do họ mỡ, lượng mỡ nó tụ và cái nó không thể rắn chắc này được, nó không thể rắn chắc như kim cang như thế này được. Này là công phu của khí công đấy, để chúng ta có thể đập đá đập gạch để đá xanh đấy, 100 cân 50 cân lên bụng mà chúng tôi đập không có vấn đề gì cả, nhờ những bài dịch cân kinh thiết bố sam đa điền công. Rồi chúng ta sẽ thiền đứng, thả lỏng cơ thể, buông thư. Rồi đến chiêu số 3. Chiêu số 3 của dịch cân kinh sẽ thông hòa cho phần vai gáy này của cơ thể, và thông hòa cho cả cái đường kinh dạ dày. Bởi vì chúng ta vươn vai này sẽ tương đương đường kinh dạ dày đó. Thế những người ung thư dạ dày này, những người bệnh lý đại tràng dạ dày tập rất là tốt đó. Với những người có bệnh chúng ta phải tập hẳn 20 lần vào, không có bệnh chúng ta có thể tập 10, 15 lần là đã rất là tốt rồi. Hít mũi nhìn mặt sàn, thở miệng nhìn lên trời, động tác chậm rãi, tự 5 giây này, 1, 2, 3, 4, 5 rồi mới xuống. Hít mũi, thở miệng. Hít mũi, thở miệng. Cảm thấy người rất là khỏe, thân thể buông thư. Rồi, chúng ta kết thúc chiêu số 3 của bài dịch cân kinh 12 thức chỉ bệnh khai thông cho dạ dày và khai thông cho vai gáy. Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã tập bài khí công dịch cân kinh chiêu thức số 3, nâng trời giúp khai thông hoàn toàn vai gáy và khai thông đường kinh mạch dạ dày của cơ thể chúng ta. Rồi chúng ta vào chiêu số 4, khai thông cho vùng thận khí và khai thông cho cả tuyến tụy cơ thể chúng ta nhé. Nhất là vùng thận nó sẽ rất là mạnh nhờ chiêu thức này. Đấy, tay trái để phía sau như thế này. Lát nữa khi thở miệng, đấy, chúng ta đẩy tay lên và tay trái sẽ ép vào phía sau, tay phải đẩy lên. Hít mũi nhìn mặt sàn, thở miệng, tay trái ép vào, nhón đầu ngón chân, tay phải đẩy. Hít mũi, thở. Chúng ta làm uống thư nhẹ nhàng. Rồi, thầy Phúc Thành làm mẫu 15 cái. Ở nhà chúng ta tập 15 cái hoặc 20 cái mỗi bên. Thiền đứng uống thư. Tương tự bây giờ tay phải ra phía sau. Lát nữa đẩy lên, tay phải sẽ ép vào và tay trái đẩy lên các bạn nhá. Hít mũi, thở miệng.
Dương Gia Thiền. Thả lỏng cơ thể. Có thể chùn gối một chút. Chiêu số 5. Chiêu số 5 đứng tinh tấn. Chân trái ở phía trước này, chân phải ở phía sau. Tay trái chụm vào, tay phải chụm vào như thế này, khai thông kinh mạch cho đường tim. Đó, tốt cho tất cả bệnh lý về tim nhé, tim mạch. Hít mũi thở lòng cơ thể, thở miệng. Hạ tân xuống. Tay trái thì kéo về. Tay phải, đây chúng ta nhìn tay phải. Nó sẽ ngay sát vùng eo. Tay phải quắp về phía sau như thế này nhá. Hít mũi này. Thở miệng. Đây, thầy sẽ sắn cái tay áo này lên. Chúng ta nhìn rất là rõ cái tay phải này, rất là quan trọng. Đó, sắn tay áo lên. Bài này sẽ thông hoạt toàn bộ trong vùng cơ tim của chúng ta, tất cả bệnh lý về tim và giúp lưu thông khí huyết đến khắp toàn cơ thể. Cái mũi này, thở miệng. Thở. Đây, chúng ta nhìn cái tay phải thầy nó rung lên này. Nó ép về phía sau rất là mạnh. Cái mũi, thở miệng. Tập 10 lần mỗi bên. Tương tự, chân phải ở trên, đứng tinh tấn, chân trái phía sau. Tay phải lên, tay trái phía sau. Hít mũi là người thả lỏng, thở miệng, chúng ta sẽ hạ tấn xuống. Tay nó kéo về này nha các bạn nha. Hít mũi, thở miệng. Rồi, chúng ta thiền buông thư giữa đất trời mênh mông tự tại. Thiền đứng, bây giờ tôi cảm thấy đôi bàn tay hay đôi bàn chân tôi ấm nóng vô cùng. Người nó nhẹ nhàng, thanh thoát vô cùng. Bao nhiêu bệnh tật như được xua tan. Sang đến chiêu số 6 của dịch cân kinh giao long võ đạo 12 thức trị bệnh. Hít vào mũi này, tay chúng ta thả lỏng như thế này, thở miệng. Đẩy ra phía trước, nhớ đẩy, tay đẩy ra nhưng bàn tay nó sẽ ép ngược lại về phía người của mình nhá. Rồi, chiêu này rút thông cho vùng đứng kinh ruột non và thải hoàn toàn độc tố ra khỏi cơ thể của chúng ta. Rất là tốt cho những người bị bệnh ung thư phổi này, ung thư dạ dày, tất cả các bệnh lý mãn tính, bệnh lý ung thư nói chung, nó đều rất là tốt, thải độc của cơ thể. Đó. Đến chiêu số 7, thông cho đường kinh bàng quang và vùng vai gáy của chúng ta. Đó. Chiêu rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Tay trái trên, tay phải về sau. Nha, hít vào mũi này, thở miệng, nhìn ra bên phải, hít mũi thở miệng. Ta nhìn theo cùng với chiều này, khi thở miệng này, tay chúng ta để này, bàn tay đầu tiên ra, áo mũ và út nó hướng xuống dưới, đó, tay phải này, áo mũ và út nó hướng lên, hít mũi này thở miệng, hai tay kích vào nhau.
Rồi. Tương tự như vậy, tay phải ở trên, tay trái ở dưới. Bây giờ tôi sẽ quay sang bên trái, tôi thở miệng. Hít mũi, thở miệng. Rồi, ở cấp 1 của chiêu số 7 thì nó chủ yếu nó thông cho vai gáy và thông cho 10 đầu ngón tay. Khi chúng ta kích này, thông kinh mạch cho 10 đầu ngón tay. Đấy, và xoay cổ thông cho vai gáy. Thầy Phúc Thành tiếp tục hướng dẫn cái cấp 2 của chiêu 7. Đó, nó sẽ thông cho hoàn toàn vùng bàng quang này, xoắn bàng quang của cơ thể chúng ta, khai thông bàng quang. Đó, nhón gót của chân trái lên. Tay để này, hít mũi này, thở miệng. Nó xoắn cái bàng quang. Xoay cái người về phía sau, nhìn ra bên trái. Động tác rất là vi diệu nha. Cái mũi này thở. Tay kích vào. Kích vào nhau. Hít mũi. Thở miệng. Rồi. Ra thiền đứng, thả lỏng. Tương tự như vậy, tay trái trên, tay phải phía sau. Quay về bên phải thì nhón gót của chân phải lên, đứng trên các đầu ngón chân của chân phải. Hít mũi, thở miệng. Xoắn. Đấy, tôi xoắn bàng quang này. Xoay cột sống. Rồi, chúng ta nhìn chiêu này ở mặt đằng sau này. Nhón gót chân trái này, nhấc gót chân lên, xoay bên trái này, hít mũi này, thở miệng. Xoắn bàng quang. Đây, cột sống. Cái này còn chữa bệnh cột sống. Đau mỏi vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ rất tốt. Rồi, tương tự. Nó ngót chân phải lên, tay trái trên. Thở. Đây cấp 2 của chiêu số 7. Chữa bệnh tiểu đêm. Chúng ta nhớ xoắn vừa phải. Nếu mà xoắn thấy đau là không được xoắn nữa nha. Xoắn vừa phải thấy nó nhẹ nhàng cột sống. Ai tập xong bị đau cột sống thì chúng ta phải điều chỉnh. Xoắn ít hơn, nhẹ nhàng hơn. Nếu vẫn đau thì chúng ta tạm thời chưa tập chiêu này. Có thể chúng ta đang bị thoát vị, thoái hóa, ảnh hưởng đến cuộc sống. Đấy, nhớ xoắn nhẹ nhàng chứ đừng có giật cục nhá. Lưu ý khi tập đừng có giật cục vào một cái. Động tác nó rất là buông thư, rất là nhẹ nhàng. Rồi chúng ta sẽ thiền đứng, chuồn đầu gối. Thiền thả lỏng, chuẩn bị vào chiêu số 8 của bài dịch cân kinh. Đó, chúng ta có thể nhẹ nhàng mát xa mắt nếu mắt có mồ hôi. Vì tập dịch cân kinh này mồ hôi mắt này, mồ hôi ở trán này nó rất là nhiều. Rồi tôi thải độc cơ thể. Rồi chiêu số 8. Chữa bệnh thận yếu, đau lưng, mỏi gối, đấy, yếu sinh lý và hỗ trợ tăng cường khí huyết cho toàn bộ cơ thể của chúng ta. Đầu ngón chân hướng hai bên, thế chân trung bình tấn. Hít mũi này là kéo tay từ đan điền dưới rốn lên đến vùng ngực. Đấy. Như chúng ta thấy là tôi chỉ tập một lúc thôi, thầy tập một lúc thôi là bụng nó rất là cứng chắc bởi vì đan điền được tụ khí. Lát nữa tập xong thì bụng mới xẹp lại, còn bây giờ nó rất là căng, rất là to đấy. Cái mũi này, thở miệng. Hai tay trên hai đầu gối, hai thông vùng đầu gối. Hít mũi, thở miệng. Nhớ lưng phải thẳng. Nhiều người tập sai là cứ nghiêng thẳng cái lưng này này. Là tập sai. Lưng phải thẳng. Mạnh thận. Lợi cho cuộc sống. Làm 30 lần. Người rất là khỏe. Thân tâm buông thư thả lỏng.
Rồi, chúng ta thu về thiền đứng. Phật tử bái Quan Âm, hai bàn tay chắp vào nhau, chùn gối. Kết ấn thiền. Rồi, vừa rồi thầy Phúc Thành đã hướng dẫn chúng ta 8 chiêu của bài khí công dịch cân kinh. Trong khuôn khổ của một cái khóa học miễn phí, chúng ta sẽ học 8 chiêu này. Đấy, còn khóa học có phí thì chúng ta sẽ học hết 4 chiêu còn lại. Đấy, đầy đủ 12 thức. Thì chúng ta nên đăng ký khóa học khí công dưỡng sinh trị liệu các bệnh ung thư và các bệnh lý mãn tính để chữa trị bệnh gây hiệu quả nhất. Và khi đăng ký khóa học còn được thầy Phúc Thành tư vấn thêm bệnh gì thì tập bài gì, dùng những vị thuốc như thế nào để chữa bệnh nó được hiệu quả nhất, sâu sắc nhất. Chi phí thì nó rất là thấp, rất là nhỏ thôi. Để có chi phí để tái hoạt động sản xuất ra những cái video hướng dẫn bổ ích cho chúng ta, và có những cái chi phí để có thể giúp đỡ những liều thuốc miễn phí cho người nghèo, dạy miễn phí ký công cho hàng triệu người đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau góp những cái phần công đức chi phí. Chúng ta vừa lợi mình lợi người, mình vừa được học sâu sắc, lại vừa góp được phần tịnh tài để giúp đỡ cho vô lượng người, vô số người ở Việt Nam cũng như quốc tế được tập những bài khí công. Bởi vì như chúng ta biết thì thầy Phúc Thành hàng năm là bỏ ra đến hàng trăm triệu đồng để sản xuất hàng nghìn video khí công và thiền, dịch ra rất nhiều các ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, để cho tất cả cộng đồng Việt Nam và quốc tế đều được học. Thì chúng ta hãy cùng nhau đăng ký khóa học khí công dưỡng sinh trị liệu hỗ trợ chữa trị bệnh ung thư và bệnh lý mãn tính, để cùng làm lợi lạc cho tất cả mọi người và bản thân mình cũng được học sâu sắc, học đầy đủ cả 12 chiêu, học được 4 chiêu cuối dịch cân kinh, 2 chiêu cuối bát lạc cẩm, cái phần cuối cùng, những cái phần tinh hoa nhất của thiền Tây Tạng đó, chúng ta được học đầy đủ và hỗ trợ trọn đời. Chi phí thì rất là nhỏ, rất là thấp mà lại được học trọn đời đó. Rồi, xin chúc tất cả chúng ta, những bệnh nhân ung thư, những bệnh nhân có bệnh lý mãn tính, đều nương theo những đại pháp dịch cân kinh, bát lạc cẩm, thiền Tây Tạng tập hàng ngày kết hợp với các vị thuốc đông y của thầy, chắc chắn là bệnh tật tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, lợi lạc vô cùng cho bản thân chúng ta, gia đình và xã hội. Hãy giới thiệu khóa học này, giới thiệu những bài khí công này đến với tất cả bạn bè của bạn, giúp đỡ cho tất cả những người thân, những người đang bị bệnh đều có được những liệu pháp điều trị vô cùng tuyệt vời này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Om Mani Padme Hum Namah Tara Hơ Gì. Muốn khỏe mạnh, hãy tập khí công Giao Long Võ Đạo, bách bệnh lành, thân tâm an lạc. Om Mani Padme Hum Namah Tara Hơ Gì.